Vị, hiện nay những hoạt động giáo dục trải nghiệm luôn được các trường học chú ý và tạo ra những sân chơi bổ ích cho học sinh tham gia, tạo ra những trải nghiệm giáo dục sâu sắc, kích thích tư duy khám phá. Và trong những ngày cuối năm như thế này, khi mà học sinh đã trải qua kỳ thi học kỳ 1, thì nhiều trường đã tạo ra những chương trình giáo dục để các em có thể vừa học vừa chơi. Vâng, và vừa qua tại khu đô thị Đại học Quốc gia Hà Nội Hòa Lạc, trường Trung học Phổ thông Khoa học Giáo dục đã tổ chức chương trình giáo dục trải nghiệm mùa xuân đầu tiên. Chương trình nhằm tạo ra những trải nghiệm giáo dục sâu sắc, kích thích tư duy khám phá và rèn luyện kỹ năng tương tác xã hội cho học sinh của toàn trường, hướng đến việc giúp học sinh hiểu rõ hơn về văn hóa địa phương, xây dựng kỹ năng giao tiếp và thúc đẩy ý thức cộng đồng. Cuộc thi kéo co, những tiểu phẩm sân khấu ấn tượng. Đó chỉ là một trong rất nhiều hoạt động tại chương trình giáo dục trải nghiệm mùa xuân đầu tiên. Giữa sân trường ngập tràn nắng vàng, giáo viên và học sinh ngôi trường Trung học Phổ thông Khoa học Giáo dục đã có những giây phút gần bên nhau hơn, hiểu nhau hơn. Các bài học của nhà trường được diễn ra không chỉ tại giảng đường, không chỉ trên sách vở, mà còn thông qua những hoạt động dự án và đặc biệt hơn là những ngày hội giáo dục như ngày hội chúng ta ở đây, chủ đề mùa xuân đầu tiên. Năm nay thì đối với cả nhà trường, đây là khóa đầu tiên học sinh học tập tại Hòa Lạc. Và do đó thì chúng tôi đặt một cái tiêu đề như vậy với cái mong muốn là có sự gắn kết, và chúng tôi đã tái hiện lại không gian Hà Nội ở tại Hòa Lạc. Và từ những cái điều đó thì học sinh thu được những cái bài học không chỉ là kiến thức mà còn có những cái tương tác xã hội và kỹ năng thông qua các tương tác xã hội. Qua những cái hoạt động như thế này thì là vừa giúp cho các bạn có thể là giúp bản thân mình tích lũy được rất là nhiều những cái trải nghiệm về mặt văn hóa, cũng là những cái cơ hội để các bạn có thể giao lưu, gặp gỡ, rèn luyện những cái kỹ năng mềm. Trong đấy thì có những cái kỹ năng thuộc về trái tim, có nghĩa là mình cảm nhận và mình chia sẻ với cả những người bạn. Đi qua những không gian ấm cúng của ngày Tết, thưởng thức những chén trà. Đi qua không gian của thư pháp ông Đồ nhận về một nét chữ. Giữa một mùa xuân đang đến rất gần, qua những không gian mở như thế này, giáo viên cũng có những phút giây tĩnh lặng, hoài niệm về một năm cũ. Xin tặng cô Hương chữ tâm, và trong tiếng Hán gọi là chữ xin. Và nếu chữ tâm dịch ra tiếng Việt gọi là chữ tâm bằng ba chữ tài. Nếu nhân ba lên bằng chín bằng cửu đỉnh. Tâm tài và đi là chữ tài bằng chín là cùng. Thay mặt cho trường Đại học Giáo dục, trường Trung học Phổ thông Khoa học Giáo dục, trân trọng thầy đã tặng cho những thầy cô và đại diện cho một trường một chữ tâm này. Tôi rất cố gắng để làm sao để đạt được theo mong muốn của thầy tặng trường. Đây là một cái nơi rất là lý tưởng để tổ chức một cái hoạt động tập thể, và cái mùa xuân đầu tiên của HES thì thật là vui nhộn, thật là rộng rãi, hòa mình vào thiên nhiên, và các bạn học sinh thì rất là vui vẻ, các thầy cô thì cảm giác như là đang sống trong một cái mùa xuân rất là đẹp và rất là hạnh phúc. Tại ngày hội giáo dục trải nghiệm và giáo dục địa phương, các học sinh sẽ được thỏa sức vui chơi, tìm hiểu về các trò chơi dân gian lành mạnh, bổ ích, góp phần lưu giữ những giá trị văn hóa cổ truyền, giúp các em giải trí sau những giờ học trên lớp. Hoạt động ngoại khóa lần này cũng là dịp để các học sinh giảm áp lực, nâng cao thể lực, rèn luyện kỹ năng sống và gắn kết hơn với bạn bè qua các hoạt động tập thể. Trong không gian mới này thì mọi thứ gần như nó rộng lớn hơn ấy, và nó được hòa mình, em cảm giác như là những cái bản sắc văn hóa này của bọn em nó được hòa mình với cả thiên nhiên trên Hòa Lạc này ấy. Nó ở giống như mang cả một Hà Nội lên giữa lòng đô thị Hòa Lạc. Sự kiện này là một sân chơi để cho bọn em được trải nghiệm, được thỏa sức sáng tạo đam mê, như là có rất là nhiều hoạt động trải nghiệm như là trang trí trại cùng với các bạn trong lớp, và đặc biệt là có phần sân khấu tác phẩm dành cho các bạn học sinh trong khối. Nên là đây là một cái trải nghiệm mà thật sự rất là đáng để trải nghiệm ấy. Hoạt động trải nghiệm trong chương trình giáo dục phổ thông 2018 như môn học độc lập bắt buộc với học sinh từ lớp 1 đến lớp 12. Học sinh luôn mong muốn có những chương trình giáo dục vừa học vừa chơi, nâng cao kỹ năng sống. Và những chương trình như thế này sẽ mang lại nhiều kỷ niệm không bao giờ quên với lứa tuổi học trò.